Vâng, thưa quý vị và các bạn, mới nhất thì ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC cho biết là tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, các ca nhiễm ngoài cộng đồng tiếp tục gia tăng. Thành phố Hà Nội đã tiếp tục thực hiện giãn cách thêm 15 ngày, do đó thì ngành y tế tận dụng thời gian này để vét sạch F0 ra khỏi cộng đồng. Chính vì vậy, 300.000 người có nguy cơ lây nhiễm tại 30 quận huyện trên địa bàn Hà Nội sẽ được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Theo kế hoạch của CDC, thời gian xét nghiệm dự kiến trong 7 ngày, từ ngày 10 cho đến ngày 17 tháng 8, với khoảng 300.000 người tại 30 quận huyện thị xã. Trong đó, các quận huyện bao gồm Đống Đa, Đông Anh, Hoàng Mai, Thanh Trì, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm đều có số lượng người nguy cơ mỗi nơi trên 10.000 người. Nhóm được lấy mẫu bao gồm người đang sinh sống tại các khu vực nguy cơ cao, thôn xóm, tổ dân phố, cụm dân phố, nơi có nhiều bệnh nhân, nhiều ổ dịch, mật độ dân cư lớn, giao lưu đi lại nhiều, có nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Người có nguy cơ cao, dễ mắc bệnh và làm lây lan dịch bệnh như là người làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa, bán hàng ở chợ, siêu thị, vận chuyển phân phối các mặt hàng thiết yếu, người làm dịch vụ vệ sinh công cộng, lái xe taxi, công nhân các khu công nghiệp. Các khu vực nguy cơ được lấy mẫu theo khu vực địa lý, thôn xóm, tổ dân phố, theo hộ gia đình, cửa hàng, nhà trọ liền kề, hoặc là phòng trọ, công ty, cơ quan, xí nghiệp. Mỗi hộ, cửa hàng, phòng trọ chọn 2 người có mật độ tiếp xúc đi lại nhiều để lấy mẫu đại diện. Đối với nhóm người có nguy cơ, địa phương lập danh sách để có thể lấy mẫu đại diện hoặc là toàn bộ.